Đế quốc Anh là đế quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử. Ở thời kỳ đỉnh cao vào năm 1921, đế quốc này chiếm 26,35% diện tích đất liền trên toàn thế giới, với các thủy địa, quốc gia tự trị và các lãnh thổ trải dài trên tất cả các châu lục, từ đó có biệt danh đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Vào năm 1943, các quốc gia như Úc, Pakistan, Ấn Độ hay Sri Lanka với tên gọi cũ là Ceylon đều thuộc đế quốc này. Vì vậy, nhu cầu của hành khách bay giữa các nước thuộc đế quốc Anh là khá cao. Tuy nhiên, Nhật Bản đã gây ra nhiều vấn đề đối với châu Á và một số quốc gia khác. Họ còn có ý định mở rộng ra khu vực Thái Bình Dương nhằm cô lập Úc khỏi Mỹ. Một trong số những địa điểm bị Nhật chiếm đóng là Singapore, một trong những điểm trung chuyển quan trọng kết nối Úc và Anh. Tổng kết lại, khu vực này đã bị Nhật chiếm đóng, khu vực này đang bị Nhật chiếm đóng, khu vực này không có gì, còn khu vực này cũng gần như không có gì. Chặng bay từ Úc đến Anh bắt buộc phải quá cảnh ở nhiều nơi. Chặng bay xa nhất máy bay có thể bay được từ Úc là đến Sri Lanka, một lãnh thổ kiểm soát bởi Anh, cách Perth, thành phố lớn nhất ở Tây Úc hơn 4.000 dặm hoặc 6.440 km. Họ có thể dừng một điểm ở quần đảo Cocos, nhưng đây là nơi đường dây điện báo giữa Anh và Úc chạy qua, và họ không muốn thu hút sự chú ý từ người Nhật bằng cách cho máy bay chở khách dừng tại đó. Do đó, quyết định được đưa ra là bay thẳng từ Perth tới Sri Lanka với quãng đường 6.440 km, dù chuyến bay này sẽ dài hơn chuyến bay dài nhất thế giới thời đó hàng trăm dặm. Loại máy bay Qantas sử dụng cho chuyến bay đặc biệt này là PBY Catalina, một loại thủy phi cơ gần như không bao giờ bay 6.000 km. Tuy nhiên, với việc dỡ bỏ những linh kiện không thật sự cần thiết như hệ thống phá băng và vật liệu cách nhiệt và chở tới 9.000 lít xăng, thủy phi cơ Catalina giờ có tầm bay tới 6.700 km. Vì sức nặng của lượng xăng phụ trợ, mỗi chuyến bay chỉ có thể chở tối đa 3 hành khách và 152 pounds hoặc 69 kg hàng hóa. Điều hướng mà không cần sự trợ giúp của đài phát thanh, các phi hành đoàn chỉ dựa vào điều hướng thô sơ bằng la bàn và các ngôi sao trong suốt chuyến đi. Những chiếc máy bay này có vận tốc tối đa chỉ 140 dặm hoặc 225 km một giờ nên thời gian bay rất dài. Vì được thiết kế để chở nhiều hành khách, khoang máy bay rất rộng rãi nhưng lại ồn ào, không có hệ thống giải trí cá nhân như bây giờ và có nguy cơ bị bắn rơi bất cứ lúc nào nên chuyến đi không hề êm xuôi. Trong phần lớn chuyến bay, máy bay ở trong tầm bay của máy bay chiến đấu Nhật khởi hành từ Indonesia nên khung giờ bay được lên kế hoạch rất cẩn thận. Họ sẽ cất cánh từ Perth vào rạng sáng trước khi mặt trời mọc, bay về phía Bắc vào ban ngày rồi tới khu vực máy bay chiến đấu Nhật có thể tiếp cận vào ban đêm trước khi hạ cánh xuống Sri Lanka vào sáng hôm sau với tổng thời gian bay nhanh nhất là 28 tiếng đồng hồ. Bởi vì hành khách sẽ chứng kiến mặt trời mọc 2 lần, chuyến bay này có biệt danh là Double Sunrise Flight, chuyến bay mặt trời mọc 2 lần. Đây là chuyến bay thương mại mà trời mọc 2 lần duy nhất trong lịch sử hàng không. Kể từ tháng 6 năm 1944, Qantas thay các thủy phi cơ Catalina bằng các máy bay Consolidated B-24 Liberator, một loại máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ. Loại máy bay này bay về quãng đường ngắn hơn là 3.000 dặm hoặc 4.952 km từ Lyon với thời gian 17 tiếng và có thể chở 2,5 tấn hàng hóa. Để so sánh, các thủy phi cơ Catalina cần 28 tiếng và chỉ có thể chở 450 kg hàng hóa. Sau khi tới Sri Lanka, hành khách và hàng hóa sẽ di chuyển tới Karachi, Pakistan, nơi họ sẽ lên máy bay của BOAC và hoàn tất hành trình của mình tới London. Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, 271 chuyến bay được thực hiện, chuyên chở hơn 4,5 tấn hàng hóa và 860 hành khách mà không có tai nạn nào. Tới tháng 6 năm 1945, máy bay Avro Lancastrian thay thế dòng Liberators trên chuyến bay Anh-Úc trước khi dịch vụ Double Sunrise kết thúc vào ngày 18 tháng 7 năm 1945. Trên một trong các chuyến bay, điều kiện thời tiết và hướng gió không thuận lợi đã khiến thời gian bay kéo dài 32 tiếng và 9 phút, do đó được ghi dấu vào sách kỷ lục dưới tên chuyến bay thương mại dài nhất, một kỷ lục tới nay chưa bị phá vỡ.